Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài đầu tiên vẫn quay lại tình hình phân cực tại Hoa Kỳ. Quý vị, trong ngày hôm nay thì đài truyền hình Fox News đã có đăng một cái bài phỏng vấn và trong đó nói về một nhân vật khá đặc biệt, rất có ảnh hưởng trong những người da đen và rất có ảnh hưởng trong cộng đồng đồng tính. Anh là một người sáng tạo ra một nội dung trên YouTube và trên TikTok và anh lại là một người da đen. Vừa là một người da đen, vừa là một người đồng tính. Và anh đã kể lại câu chuyện của anh từ phong trào Black Lives Matter, khi mà anh gia nhập vào phong trào Black Lives Matter, cho tới khi anh bắt tay với ông Trump ở tại Tòa Bạch Ốc. Và bây giờ anh được xem là người tạo ảnh hưởng vô cùng ở trong cộng đồng người da đen và kể cả cộng đồng người đồng tính. Quý vị, điều này cho thấy là dường như là ông Trump đã bắt đầu thu hút rất nhiều những cái suy nghĩ của những người từng đi theo cánh tả, bây giờ quay sang ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, chúng ta lướt qua một số những cái tin tức và những cái bài đọc phỏng vấn trước đi, rồi sau đó chúng ta đi vào xem coi tại sao tình hình này ông Trump có thể thuyết phục được, mặc dù trong 8 năm nay ông bị gán nhãn là kẻ kỳ thị chủng tộc, là người phân biệt đối xử với giới đồng tính. Quý vị, ok, quý vị, một người black gay, tức là một người da đen đồng tính có ảnh hưởng, đi từ cái phong trào của Black Lives Matter tới bắt tay ông Trump ở trong Tòa Bạch Ốc. Và trong đó anh đã đây, và đây cái hình của anh đây quý vị, đây là người này là người đã được phỏng vấn bởi đài truyền hình Fox News. Anh tên là Amir Odom, một người da đen và là một người đồng tính cấp tiến đã chuyển sang bảo thủ và một cách gây ảnh hưởng, và bây giờ anh đang đối diện với sự chỉ trích gay gắt của những kẻ đã từng ủng hộ cho anh bên khu vực của cánh tả. Và anh nói rằng cho tới khi anh nhận ra được sự thật, tôi có thể nói rằng là tôi chỉ nêu lên những tiêu đề mà tất cả những người mà bên cánh tả đều đưa ra cái kịch bản Đảng Cộng Hòa là cái kỳ thị chủng tộc, là Đảng Cộng Hòa, và tôi là một người da đen và tôi phải đứng chung với phong trào Black Lives Matter, và bởi vì tôi là người đồng tính, tôi phải là người của Đảng Dân Chủ và tôi phải ủng hộ cho cộng đồng đồng tính, bởi vì đó là tôi, cho tới khi mà tôi nhận ra đó không phải là sự thật. Đó là lời phát biểu của anh Odom đã nói với lại đài truyền hình Fox Digital. Và tôi đọc trên tất cả những cái tin hàng đầu và có thể có, tôi bắt đầu có cái suy nghĩ của riêng tôi và tất cả mọi thứ đều bùng nổ. Và bây giờ thì đó là lý do tại sao mà một năm trước đây tôi đã đứng ở ngoài đường với lại Black Lives Matter và sau đó cuối cùng tôi lại bắt tay với ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Đó là lời phát biểu của Odom. Odom là một người tạo ra nội dung và được xem là người đã rời bỏ phong trào Black Lives Matter cũng như là những cái tổ chức khuynh tả, và trong đó anh sau khi anh cảm thấy nổi giận là những cái tổ chức này đã đưa cái giá trị của họ trở thành một cái giá trị khá là gọi là lợi dụng cái giá trị này. Và trong đó anh kể lại khi mà về cộng đồng đồng tính và những cái ưu ái mà cánh tả đã nêu lên với cộng đồng đồng tính, bao gồm luôn cả những người chuyển giới. Và trong đó thì anh nói rằng là hiện nay gần như là cộng đồng đồng tính không còn đúng theo cái tiêu chuẩn của họ, và bên cạnh đó anh nói rằng là hầu hết họ đã bị đầu tư vào trong cái tư tưởng hệ chính trị của cộng sản. Tôi nghĩ là cái nhóm khuynh tả bây giờ đã bắt đầu chuyển hướng của họ theo cái suy nghĩ của cộng sản và những điều không tưởng, và trong đó gần như là họ đã bắt đầu có những cái sự thay đổi, và bây giờ họ gần như là buộc tất cả mọi người là phải chấp nhận tất cả những cái quyền lợi của người đồng tính. Quý vị, đó là một trong những cái bài phỏng vấn khá dài mà đài truyền hình Fox News đã phỏng vấn với một số những người đồng tính hiện nay chuyển sang hỗ trợ cho ông Trump. Quý vị, cái hay của ông Trump ở chỗ là làm cho những người chống đối ổng quay sang ủng hộ ổng, và bây giờ số lượng này lại càng lúc càng đông hơn và cái tầm ảnh hưởng của họ không nhỏ. Quý vị, vấn đề là tại sao ông Trump lại thuyết phục được những người chống ổng một cách cực đoan bây giờ quay sang ủng hộ cho ổng một cách gọi là quyết liệt. Quý vị còn nhớ Jenna Ellis. Jenna Ellis là luật sư về hiến pháp, cổ vừa bị tòa Colorado đã treo bằng cổ 3 năm. Quý vị, Jenna Ellis là một trong những luật sư của ông Trump trong cái giai đoạn của năm 2020. Cổ là luật sư bảo vệ cho ông Trump và cổ là chuyên gia về hiến pháp
và cổ cũng là người đã giúp cho ông Trump ngày hôm nay có thể nói rằng là có được cái thế tốt, là một phần tôi cho rằng là lý do nhờ Jenna Ellis. Bởi vì thời điểm đó, quý vị, ông Trump khi mà ông đắc cử vào tòa Bạch Ốc thì giống như tôi nói, ông không biết gì về chính trị cả. Và ông bị lúng túng trong 2 năm đầu điều hành nguồn máy quốc gia theo cái đề nghị của Đảng Cộng Hòa. Và 2 năm đầu ông đã bị gặp rắc rối rất là nhiều. Cho tới 2 năm sau đó, ông bắt đầu nhìn ra được những vấn đề và ông bắt đầu chọn người thích hợp hơn vào các vị trí trong nội các của ông. Và nguồn máy của ông làm việc rất tốt. Thì quý vị, đó là cái ông Trump. Tuy nhiên thì quý vị, ông Trump thời điểm đó gần như ông không biết gì về chính trị. Hầu hết là do Đảng Cộng Hòa đề nghị. Và đặc biệt là khi mà có cuộc bầu cử năm 2020, ông Trump cũng không hiểu rõ lắm về tất cả những cái quyền tổng thống trong hiến pháp. Một số những kẻ trong Đảng Cộng Hòa đã khuyến khích ông Trump là sử dụng cái quyền lực quân đội để mà hủy bỏ kết quả bầu cử khi phát hiện ra có những cái trò gian lận. Thì quý vị, ông Trump khi mà được biết là nó nằm trong cái quyền hiến pháp, ông có hứng thú với chuyện này. Nhưng cái người mà cản ông Trump nhiều nhất, cái người mà cản ông Trump nhiều nhất chính là Jenna Ellis. Cổ là người đã đi theo ông từ ở cái phòng từ cái phòng họp qua tới cái West Wing. Và cổ cố gắng thuyết phục ông là không nên sử dụng cái quyền này. Và cổ giải thích rất rõ ràng, nếu tổng thống sử dụng quyền này không ai cản tổng thống. Nhưng nếu tổng thống sử dụng quyền này thì toàn bộ nền dân chủ của chúng ta sẽ bị phá vỡ. Khi mà sử dụng quân đội để mà chặn đứng kết quả bầu cử như thế nào? Dù rằng chúng ta biết có nhiều cái gọi là cái không được minh bạch ở trong cái cuộc bầu cử này. Và cổ là người đã thuyết phục ông Trump. Cuối cùng ông Trump đã đồng ý với Jenna Ellis là không có sử dụng cái quyền hiến pháp của hiến pháp cho tổng thống. Nếu như cảm thấy kết quả bầu cử bị gian lận, bị thiếu minh bạch thì quý vị, ông Trump đã không dùng. Và nhờ cái việc đó mà ngày hôm nay chúng ta thấy được ông Trump đã có một cái tư thế bầu cử rất là tốt. Gần như là bây giờ cái điểm của ông lên cao hơn Joe Biden ở nhiều nơi, đặc biệt là những tiểu bang swing state. Và lúc đó ông Trump đã không sử dụng cái quyền của ông, cái quyền hiến pháp mà hiến pháp cho phép. Quý vị, tại vì lúc đó ông Trump không có hiểu lắm, chưa hiểu lắm về những cái quyền mà hiến pháp quy định cho một tổng thống hay là những cái thủ thuật về chính trị. Tuy nhiên thì quý vị, Jenna Ellis năm 2016 là người ra mặt chống ông Trump. Cổ chống ông Trump rất quyết liệt, cổ có những cái lời chỉ trích mạnh mẽ với ông Trump. Nhưng mà rồi quý vị, 2 năm sau đó, khi mà ông Trump vận hành cái điều hành cái nguồn máy quốc gia, cổ nhận ra được sự thật. Đừng nhìn ông Trump bằng lăng kính con người của ông, mà phải nhìn ông Trump bằng công việc ông điều hành. Quý vị, Jenna Ellis từ một người chống ông Trump trở thành một người bảo vệ ông Trump năm 2020. Và kết quả của công cuộc bảo vệ ông Trump ngày hôm nay, cổ bị tòa ở Colorado treo bằng 3 năm. Quý vị, đó là cái người thứ nhất mà tôi nói đó, quý vị, là một trong những nhân vật chống ông Trump. Quý vị, thứ hai là Mark Kripper. Ông là một trong những người sáng lập phong trào Black Lives Matter ở tại Rock Island. Bây giờ ông điều hành cái guồng máy của Black Lives Matter ở tại Washington DC. Ông cũng là một người xuất thân từ cái phong trào chống ông Trump và phong trào Black Lives Matter. Và ông bây giờ trở thành một người ủng hộ quyết liệt cho ông Trump. Thì quý vị, chưa hết, hôm nay đài truyền hình Fox News phỏng vấn một nhân vật được xem là gây ảnh hưởng rất lớn trong giới đồng tính. Odom được xem là một trong những người da đen mà lại là một người đồng tính. Và ảnh có hơn 2 triệu follower ở trên cái TikTok và ảnh có hơn 1 triệu subscriber trên YouTube. Ảnh được xem là một người rất có ảnh hưởng trong cộng đồng đồng tính và kể cả trong cộng đồng người da đen. Quý vị, ảnh cũng chuyển từ một cái phong trào Black Lives Matter, ảnh bước ra khỏi phong trào Black Lives Matter và ảnh trở thành một người được xem là chỉ trích mạnh mẽ. Và ảnh lên tiếng kết luận rằng Black Lives Matter và những cái phong trào khuynh tả bây giờ, họ lấy ý tưởng của Marxist, tức là của Cộng sản, và họ luôn vẽ lên những điều không tưởng cho những người trong chính cộng đồng của họ, tức là trong chính cộng đồng người đồng tính, cộng đồng người da đen, tức là họ được hướng dẫn một cách rất là rõ ràng. Quý vị, nếu ai là Đảng Cộng Hòa thì người đó sẽ là một kẻ phân biệt chủng tộc. Nếu ai là Đảng Cộng Hòa thì kẻ đó là một kẻ có tính chất bức hại nô lệ. Quý vị, đây là cái sự tuyên truyền, nó
bắt nguồn từ những cộng đồng thiểu số, tức là những cộng đồng của người đồng tính, của người da vàng, của người da đen, của người Latino. Quý vị, họ được hướng dẫn như vậy cho tới khi họ nhận ra được sự thật. Cho tới khi họ nhận ra được sự thật, và nhất là một trong những nhân vật gây ảnh hưởng này nói rằng bây giờ gần như đám khuynh tả đã bắt đầu chọn cái hướng đi của chủ nghĩa cộng sản và những điều không tưởng. Thì cái những điều không tưởng này tôi đã từng giải thích với quý vị trong những cái chương trình trước rồi. Tức là họ chạy theo cái gọi là bình đẳng. Quý vị, và tôi đã nói trên thế giới này vốn không có bình đẳng. Cái bình đẳng đó chỉ là một thứ bánh vẽ mà thôi. Có những chuyện nó cần phải theo cái số mạng của mỗi một người. Và khi mà theo cái số mạng thì không thể nói chỉ bình đẳng được. Không thể nói chỉ bình đẳng được. Anh em trong nhà đã có sự tư tưởng khác nhau rồi. Và sự đối xử của cha mẹ với anh em trong nhà cũng đã không có sự công bằng bình đẳng rồi. Chứ đừng nói tới bên ngoài xã hội nữa quý vị. Cái chữ bình đẳng này nó chỉ là một cái chủ thuyết không tưởng của cộng sản mà thôi. Chính ảnh đã nói ra, chính ảnh nói rằng là họ chạy theo chủ nghĩa Marxist, nhưng mà ở đây thì tôi lại không nói tới cái chủ nghĩa cộng sản nó biến thể như thế nào và nó đội lốt ở tại Hoa Kỳ như thế nào. Mà tôi đang nói với quý vị chính cái điểm này mà nó đưa rất nhiều những người từ lực lượng khuynh tả sang lực lượng khuynh hữu. Quý vị còn nhớ Tu Tusigaba là dân chủ, là thuộc đảng Dân Chủ và là dân biểu ở Hawaii. Và cổ là người đã ra tranh cử tổng thống năm 2020 bên đảng Dân Chủ. Và kết quả cổ nhận ra. Cổ nhận ra được những cái tư tưởng gọi là cực đoan của đám left wing. Và từ một người ủng hộ cho đảng Dân Chủ, cổ chuyển thành một nhà chính trị độc lập. Và bây giờ đang có thể trở thành một trong những VP của ông Trump. Tức là cô ủng hộ, cô quay sang cô ủng hộ cho ông Trump rất là nhiều. Quý vị, chúng ta lần lượt thấy rất nhiều những người từ khuynh hướng khuynh tả ủng hộ cho phía của đảng Dân Chủ bây giờ chuyển hướng sang và ủng hộ cho đảng Cộng Hòa và ủng hộ cho ông Trump. Không những là những người này, ngay cả những người có ảnh hưởng lớn ở bên ngành IT, tức là ngành kỹ thuật, Altman vốn là một nhà quyên góp rất lớn cho đảng Dân Chủ, là một tỷ phú. Altman là bây giờ là cái người một trong những người đứng ra gây quỹ tranh cử cho ông Trump. Và nói rằng bây giờ chỉ có một mình ông Trump là có thể quân bình được nước Mỹ và cứu cứu nước Mỹ ra khỏi cái tình trạng bị khủng hoảng đang đương đầu từ cái lạm phát cho tới bất ổn xã hội vân vân và vân vân. Quý vị, những nhân vật này không phải là những nhân vật bình thường. Họ là những người nhiều năm đóng góp cho đảng Dân Chủ. Họ là những người nhiều năm đối đầu với đảng Cộng Hòa. Và giờ đây quý vị, tất cả đều quay mũi súng với lại Joe Biden. Ngay cả cộng đồng đồng tính. Cộng đồng đồng tính xưa nay được xem là gần như là 100% họ đi theo đảng Dân Chủ. Bây giờ quý vị thấy hôm rồi chúng ta phỏng vấn, chúng ta nói chuyện với lại một cái người mà gọi là lãnh đạo của cái tổ chức gọi là Launching Republican. Họ có 10.000 thành viên. Họ có mặt trên 40 tiểu bang. 10.000 thành viên trong tổ chức đồng tính của họ. Và họ ghi danh theo đảng Cộng Hòa. Và họ nói rằng là năm 2016, ông Trump chỉ được có 14% sự ủng hộ của giới đồng tính. 2020, ông được double digit, tức là 28% sự ủng hộ của đồng tính. Và năm nay họ hy vọng con số này 50-50. Tức là họ quân bình cái số lượng người đồng tính ghi danh ủng hộ cho ông Trump là ngang với việc họ ghi danh ủng hộ cho phía đảng Dân Chủ. Quý vị, có nghĩa là những người từ phía trái, từ phía cực tả, bây giờ họ chuyển sang ủng hộ cho ông Trump. Lý do gì họ chuyển sang ủng hộ cho ông Trump? Giống như tôi nói ngay từ lúc đầu là họ nhìn ông Trump, bằng lăng kính của một công việc chứ không phải bằng con người. Những người đã tiếp xúc với ông Trump thì tôi không nói. Nhưng mà những người chưa tiếp xúc với ông Trump, họ chỉ nhìn vào tất cả những cái hành động, những cái việc làm của ông Trump và họ đánh giá. Rồi quý vị, cộng thêm cái cuộc tấn công về mặt pháp lý của đảng Dân Chủ càng khiến cho họ nổi giận thêm. Và quý vị, cái việc mà sử dụng hành động pháp lý tấn công vào ông Trump này khiến nhiều người đã liên tưởng. Tại vì quý vị, những hành động này, những ai đã từng sống trong xã hội cộng sản đều thấy rõ. Đều thấy rõ là đảng Dân Chủ bây giờ copy y chang bài bản của cộng sản. Nhất là những người đến từ thế giới thứ ba, cá nhân tôi, cộng đồng người Việt hay là tất cả những người mà trốn khỏi cái thế giới cộng sản
đều chứng kiến nước Mỹ bây giờ đang đi vào cái vết xe đổ của Cộng sản, tức là sử dụng pháp lý để bức hại đối thủ chính trị. Cái vậy, chính vì vậy mà họ càng nổi giận, họ càng nghiêng về ông Trump, đó là một phần. Tuy nhiên thì quý vị, giống như tôi nói, nhìn ông Trump bằng ống bằng cái lăng kính của công việc, đừng nhìn ông Trump bằng lăng kính của con người. Chính vì vậy, họ nhận ra được sự thật. Họ nhận ra được sự thật và họ gần như là bây giờ không những là họ bỏ phiếu cho ông Trump, họ còn lên tiếng binh vực cho ông Trump. Bởi vì quý vị nhìn qua qua hành động thì rõ ràng ông Trump trong cái công việc ông điều hành quốc gia 4 năm, ông làm cho cộng đồng thiểu số người da đen nghèo khó tốt hơn. Họ có thêm tiền. Họ có thêm nhiều cái quyền lợi ở trong học 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 đường của con gái họ, cho tới nhiều quyền lợi ở trong xã hội. Nhưng ông Trump không nói. Ông Trump không nói là tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ bổ nhiệm người da đen vào chỗ A, chỗ B, chỗ C. Ông Trump không bao giờ nói như vậy hết. Nhưng ông âm thầm làm việc. Ông ký những sắc lệnh tài trợ cho cộng đồng da đen ở những khu vực thiểu số nghèo khó. Ông tìm cách thúc đẩy các cái trường học tạo sự dễ dàng cho người da đen. Cho cộng đồng da đen. Thì quý vị, cái việc làm của ông Trump nó quan trọng hơn. Và không những người da đen, tất cả những cộng đồng khác. Ngay cả cộng đồng đồng tính. Ông cũng là người hỗ trợ rất là nhiều để cho họ, mặc dù rằng là trên tư tưởng bảo thủ thì ông Trump dường như là không đồng ý với cái tính cách phản tự nhiên, nhưng mà ông cũng không phản đối. Ông để cho cộng đồng đồng tính phát triển, ông chưa bao giờ gọi là có những cái hành động gây tổn thương cho cộng đồng đồng tính. Thì quý vị, chính vì vậy mà bây giờ những người đồng tính họ phát hiện ra được, họ nhìn ra được là làm cách nào họ ủng hộ cho ông Trump. Cái vậy, chính cái công việc của ông Trump và chính cái chính sách của ông Trump đã thuyết phục được họ. Thứ nhất, công việc ông Trump 4 năm làm tổng thống, người và bây giờ người ta so sánh lại với Joe Biden, người ta thấy rõ ràng chính sách của ông Trump tốt hơn Joe Biden rất nhiều trong nhiều lĩnh vực, từ đối ngoại cho tới đối nội. Đối ngoại, ông đủ cứng rắn, trấn áp những cái thế lực được xem là đe dọa thế giới, không một cuộc chiến nào xảy ra dưới triều đại của ông Trump. Đối nội, ông làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn, và thứ hai là ông làm cho nguồn kinh tế và cái tài chánh gia đình của mỗi người được khá hơn. Và quý vị, ông đưa ra những chính sách bảo vệ cho giá trị gia đình. Chính điều này nó đã làm cho người ta bắt đầu so sánh với 4 năm dưới triều đại của Joe Biden, tất cả đều vỡ. Tức là thế giới bên ngoài thì hỗn loạn, ở trong nội địa thì tội ác ở khắp nơi, di dân bất hợp pháp tràn ngập. Thì quý vị, những điều này người ta so sánh 4 năm của ông Trump và 4 năm của Joe Biden, người ta thấy rõ ràng ông Trump hơn Biden. Rồi bây giờ quay trở lại 4 năm kế tiếp. Trong lúc mà Joe Biden vẫn tiếp tục thúc đẩy những cái chính sách theo nghị trình riêng của ông ta và phe nhóm của ông ta về môi trường, về xã hội, thì quý vị, người dân Mỹ đang đối diện với những cái hậu quả của cái chính sách này là một nền kinh tế lạm phát, rồi giá cả thực phẩm, năng lượng tất cả đều cao. Rồi gặp thêm cái tình trạng gọi là con cái trong gia đình đang đối diện với sự nguy hiểm của thành phần băng đảng trong học đường. Gia đình sống trong những cộng đồng đang đối diện với những nguy hiểm của di dân bất hợp pháp đang tung hoành tại Hoa Kỳ. Đặc biệt quý vị thấy ở New York bây giờ tới mức mà hệ thống Subway, bà Katie Hochul thì thống đốc của New York còn đang dự tính là ban hành luật cấm đeo khẩu trang. Lý do đeo khẩu trang che mặt hết rồi. Bước vô được các cái đường Subway đó, bây giờ nó xảy ra tình trạng là có những cái cuộc tấn công ngẫu nhiên trong hệ thống xe điện. Tức là bất ngờ một người nào đó trở thành nạn nhân bị tấn công một cách bất ngờ, không có lý do. Tức là mức độ tội ác nó tới mức như vậy. Tới mức mà bà ta phải khai triển lực lượng vệ binh của tiểu bang. Rồi bà ta bây giờ đòi là ra luật kỷ luật là khi mà bước lên đường hầm xe điện cấm đeo khẩu trang. Để cho người ta có thể nhận diện được gương mặt. Hay là hệ thống camera nhận diện được gương mặt. Khi mà kẻ tấn công muốn tấn công ai đó. Thì quý vị, chứng tỏ là gì? Mức độ tội ác nó khủng khiếp như vậy. Nó khủng khiếp như vậy và kết quả là quý vị, gần như cha mẹ bây giờ rất sợ mà sợ hãi con cái mình ở trường học. Ngay cả gia đình họ sống trong những cái khu tôi gọi là khu ổ chuột, bây giờ mức độ tội ác tới mức khủng khiếp. Họ không dám ra đường luôn. Họ không dám ra đường luôn. Thì quý vị, đây là những cái hậu quả chính sách của Joe Biden. Họ cần chấn chỉnh điều này. Joe Biden lại không hề nhắc tới. Joe Biden không hề nhắc tới cái chuyện gọi là làm cách nào để mà trấn áp tất cả những tội ác, giúp cho cái cộng đồng của người ta được an toàn hơn, giúp cho con cái người ta vào trong trường học được an toàn hơn. Ông ta chỉ tập trung vào vấn đề gì?
tiếp tục gọi là thúc đẩy cái vấn đề xã hội và môi trường. Gần như ông ta không thèm lắng nghe tiếng nói của những người này. Và đó là lý do tại sao tại Bronx, nơi được xem là thành trì của đảng Dân Chủ, mà ông Trump tổ chức rally, rất nhiều người ở Bronx đã tới ủng hộ. Rất nhiều người ở Bronx, New York tới ủng hộ. New Jersey cũng vậy. Thì quý vị, rõ ràng là gì? Rõ ràng là người ta đang cần một giải pháp để giải quyết cái bế tắc này. Và ông Trump là người đã đưa ra giải pháp. Ông tuyên bố ngày đầu tiên mà ông trở thành tổng thống, đầu tiên hết, ngoại trừ vấn đề năng lượng ra, ông sẽ cho trục xuất hàng loạt. Tức là mass deportation. Tức là trục xuất hàng loạt. Thì quý vị, bất ngờ cái lời tuyên bố này của ông Trump, 62% người dân Hoa Kỳ vỗ tay tán thành. Trong đó 53% là cử tri người Latino. Bất ngờ là người ta lại ủng hộ mạnh mẽ cho việc trục xuất hàng loạt luôn. Thì quý vị, chứng tỏ là gì? Trước đây người ta đồng ý không trục xuất là bởi vì trên tinh thần nhân đạo khi những người đó nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Nhưng bây giờ quý vị, tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp này nó đẻ ra nhiều vấn đề quá. Thứ nhất là vấn đề tội ác trong cộng đồng từ những thành phần băng đảng ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Thứ hai là cái việc mở cửa biên giới này đã tạo một cái lỗ hổng lớn cho lực lượng khủng bố nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Bây giờ người ta nói rằng nước Mỹ đang chờ đợi một cú nó còn lớn hơn 911. Tức là cái hệ thống khủng bố đã nằm sẵn ở nước Mỹ. Chưa biết bao giờ sẽ có một cái cú khủng bố giống như là 911 nữa. Mà họ nói rằng sẽ không tránh khỏi. Giám đốc FBI Christopher Wray cũng đã lên tiếng là bây giờ là gần như tiềm năng đe dọa khủng bố nó đã nằm sẵn tại Hoa Kỳ rồi. Chưa biết bao giờ nó bùng nổ. Rồi chưa kể quý vị, cái lỗ hổng biên giới này tạo cơ hội cho cả Nga lẫn Trung Quốc và Iran đã đưa thành phần gián điệp của họ vào hoạt động tại Hoa Kỳ. Nhất là Trung Quốc. Nhất là Trung Quốc đã đưa hàng loạt các cái thành phần gián điệp của họ đi bằng cái ngã biên giới nhập cảnh vào Hoa Kỳ và biến mất trong cộng đồng. Bây giờ quý vị, cái bản báo cáo của DNI, tức là cái cơ quan giám đốc của tình báo quốc gia, họ nói luôn, bây giờ gián điệp của Trung Quốc nằm trong các hạ tầng cơ sở về quan trọng của Hoa Kỳ, về dân sự. Trong đó, ngành điện, ngành nước, ngành khí đốt, cho tới ngành Internet, tức là các cái platform, các cái broadband. Tức là họ gài người họ vào làm việc ở những cái hạ tầng cơ sở này, ở trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Họ chỉ chờ đợi cơ hội, bật đèn xanh là họ sẽ mở cuộc tấn công ngay. Phá hủy các hạ tầng cơ sở này, phá hủy các cái hạ tầng cơ sở quan trọng từ Internet, nước, ga điện, v.v. Tại vì mỗi một tiểu bang, mỗi một thành phố đều có một cái nơi quản lý nước riêng và nơi quản lý điện riêng. Quý vị, các cái công ty điện ở các tiểu bang khác nhau. Các công ty cung cấp nước cũng vậy, là tư nhân. Rồi quý vị, ở mỗi một nơi như vậy, chúng ta làm sao kiểm soát được? Ví dụ, cả một tiểu bang có cả 100 thành phố, thì cả 100 thành phố này lại có những cái nơi cung cấp dịch vụ điện, nước, ga, internet riêng biệt hết. Mặc dù nằm chung một số công ty, làm sao chúng ta biết được ở những cái nơi này là không có những tên gián điệp Trung Quốc? Và FBI đã tuyên bố đó, gián điệp Trung Quốc bây giờ nó nằm sẵn trong tất cả các hệ thống hạ tầng cơ sở, kể cả viễn thông, tức là communications. Điều này cho thấy quý vị là cái tiềm năng đe dọa của phía Trung Quốc rất quan trọng. Chính vì vậy mà quý vị, những người mà trước đây chống ông Trump, họ nhìn trên cái lăng kính này, ông Trump đưa ra một loạt những giải pháp để giải quyết những cái khó khăn cho người dân Mỹ. Trong đó, vấn đề then chốt là vấn đề kinh tế. Vấn đề thứ hai là vấn đề an toàn trong cộng đồng. Tức là cái thành phần di dân bất hợp pháp bây giờ nó gây ra tình trạng nước Mỹ trở nên hỗn loạn hơn. Phải chấn chỉnh. Thì quý vị, ông Trump đã có giải pháp. Và ông Trump đã đưa ra giải pháp của ông. Chính điều này mà quý vị, rất nhiều người từ cái khuynh hướng từ phía tả, tức là từ phía mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ, có những người 40 năm, 50 năm, cả đời đi theo đảng Dân Chủ, bây giờ chuyển qua đảng Cộng Hòa và chuyển sang ủng hộ cho ông Trump. Thì quý vị thấy, J.D. Vance là một người chỉ trích ông Trump năm 2016. Ông là một người gọi là thuộc phe tả đó quý vị. Và cái cuốn sách của ông đã được đài truyền hình Netflix, tức là platform Netflix, dựng thành phim và đoạt được giải luôn. Cuốn sách của J.D. Vance đó,
Và quý vị, cuối cùng thì Jerry Ben bây giờ không những là từ ở khuynh hướng khuynh tả, ổng chuyển sang khuynh hữu, ổng còn ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trump và đang chuẩn bị trở thành người đứng đầu trong danh sách VP của ông Trump. Tức là có thể sẽ trở thành người phó tổng thống của ông Trump. Trong tất cả các cái người mà được đưa trên cái danh sách shortlist của ông Trump, ông Jerry Vance đứng đầu. Mà ông xuất thân là người chống Trump năm 2016. Và Art Dom cũng là người chống Trump năm 2016. Bây giờ trở thành người ủng hộ ông Trump quyết liệt. Art Dom là một người đồng tính, là một người tạo nội dung ở trên YouTube và ở trên TikTok các vị. Một người da đen đó, ảnh có 2 triệu mấy follower trên TikTok và ảnh có hơn 1 triệu subscriber trên YouTube. Rồi quý vị, Jenna Ellis cũng là một người chống Trump, bây giờ quay sang ủng hộ cho ông Trump. Tulsi Gabbard cũng là một người từng lên tiếng chỉ trích ông Trump, ứng cử viên của tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2020, bây giờ cũng nằm trong danh sách gọi là VP của ông Trump, ủng hộ cho ông Trump. Quý vị, rất nhiều. Nếu mà tôi kể ra tôi kể không hết đâu. Các tỷ phú bây giờ chuyển hướng qua ủng hộ cho ông Trump. Các tỷ phú bây giờ chuyển hướng qua ủng hộ cho ông Trump. Thậm chí họ còn tổ chức gây quỹ cho ông Trump ngay tại tổng đàn của Đảng Dân Chủ tại San Francisco. Nơi được xem là trái tim của Đảng Dân Chủ và tư tưởng Marxist khuynh tả nằm ở đây. Tại ở San Francisco là quý vị, nó có nhiều cái trường học đi theo tư tưởng Marxist, đặc biệt là UC Berkeley. Ở gần đó thì quý vị, tất cả bây giờ chuyển sang ủng hộ cho ông Trump. Là họ thấy rõ, thứ nhất là đám dân chủ xã hội đang phá nát Đảng Dân Chủ. Họ không còn mặn mòi với Đảng Dân Chủ nữa. Đảng Dân Chủ đã để cho cái đám dân chủ xã hội đi theo cái tư tưởng Cộng sản đang tàn phá trong Đảng Dân Chủ. Do đó những người này họ rút ra và họ quay sang ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa. Thứ hai là họ nhìn ông Trump bằng cái lăng kính của công việc, chứ không bằng lăng kính của con người. Đám truyền thông cánh tả thì nó tấn công đủ mọi góc cạnh cái con người của ông Trump. Nhưng mà quý vị, họ nhìn vào công việc. Họ nhìn vào công việc. Họ thấy rõ ràng. Ông Trump đã chứng minh trong 4 năm ông làm tổng thống. Bây giờ quay trở lại. Thì quý vị, ông đã đưa ra cái chiến lược về kinh tế, cái chiến lược về chấn áp, về tội phạm, chấn chỉnh kỷ cương quốc gia, cũng như là bảo đảm cái tư thế của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Do đó quý vị, không lạ lắm khi mà càng lúc càng có nhiều người ngã qua phía cánh hữu và tìm cách ủng hộ cho ông Trump cách này hay cách khác. Quý vị, chúng ta đang chứng kiến được một cái giai đoạn mới, nước Mỹ thay đổi. Nước Mỹ thay đổi rất nhiều, nhiều người tỉnh mộng. Nhiều người đã bừng tỉnh trước những cái, tôi gọi là những cái chính sách gần như là chủ nghĩa xã hội hay là Marxist, chủ nghĩa cộng sản, nó len lỏi sâu đậm vào trong Đảng Dân Chủ. Chính vì vậy, họ chọn cái thái độ đối lập. Họ thấy được sự nguy hiểm của cái chủ nghĩa này. Nó đang tàn phá nước Mỹ. Nó đang tàn phá Đảng Dân Chủ. Và chính vì vậy họ phải bảo vệ cho cái nền tự do và cái chủ nghĩa tư bản của nước Mỹ. Do đó họ chọn đứng về phía Cộng Hòa. Họ chọn đứng về phía ông Trump. Và đây là lý do tại sao mà càng tới ngày bầu cử thì quý vị, cái khuynh hướng ủng hộ ông Trump càng từ cái lá phiếu cốt lõi của Đảng Dân Chủ bây giờ gần như bỏ họ hết. Gần như bỏ rơi họ, nghiêng về phía Cộng Hòa và ủng hộ cho ông Trump. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích Hilton Nhật Ký phần 1 của tôi ngày hôm nay liên quan tới cái tình hình của ông Trump. Gần như là những kẻ chống ông trước đây, bây giờ lại là những người ủng hộ ông quyết liệt, là do họ nhìn rõ được những gì Đảng Dân Chủ đang làm và Joe Biden đang làm. Nó đi ngược lại với giá trị chung của người Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!